đây, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ khoe cái dàn phong lan của mình nha. Đây, đây là cái dàn phong lan của mình. Cho bên đây cái dàn của mình nó cũng khá là nhiều bông các bạn, cho nên mình khoe nha. Đây là một chậu này. Đây, cái bông này nó có đom đóm này. Mình rất là thích cái mẫu bông này nha. Nhưng mà tiếc cái là cái cây này nó có một bông mà mấy hồi trúng cái mùa mưa đó, cái cho nên là nó bị thối mất cái đọt mất đi. Mà bây giờ cũng biết nó mà bông gì cũng thích. Rồi ở bên trên thì nó cũng có mấy cái chậu bông. Mấy cái chậu này thì hồi mình mới mua nó không có bông, bây giờ mình biết nó màu bông gì nè. Màu bông này cũng là màu tím nhưng mà nó không có đốm như cái bông hồi nãy. Mình cũng thích cái màu này. Còn cái cây này thì mình cũng không biết nó màu gì nữa, nó chưa nớm nè. Chậu này là mình mới mua này, mà mua cái lúc nó chưa có bông cho nên mình cũng không biết. Còn đây là cái bông hồ điệp này các bạn. Đây, hồ điệp này nó chưa nở nhưng mà nhìn như thế này thì cũng biết nó màu gì rồi ha. Chắc ngày mai nó nở đó. Cái hầm của nó là có đốm nè. Còn cái này, cái cây điên rô lá biên này, nghe người ta quảng cáo là cái bông của nó là màu xanh, cũng viền như thế này luôn. Và mình cũng không biết là nó có thật là cái màu xanh có viền như thế này không nữa. Nghe thấy cái màu nó cũng lạ lạ ha. Nghe quảng cáo thôi chứ thực tế thì nó chưa nở bông mình cũng không biết. Và đây là những cái cây hồ điệp khác nó ra bông này các bạn. Nó chưa nở nên mình cũng không biết nó màu gì nữa. Ở bên kia cũng có hồ điệp mà chưa nở bông nè. Cái chậu này thì có cái bông giống như cái cây hồi nãy này các bạn. Cây đây thì nó bông rồi nhưng mà nó tàn rồi. Cây này là cái bông màu trắng, cái hầm của nó là có màu hồng hồng nhạt nhạt. Còn cái cây này cũng màu trắng nhưng mà cái hầm của nó là màu xanh xanh lá cây đó các bạn. Nó cũng màu trắng mà nhiều loại màu trắng lắm. Còn mấy cái chậu này là điên rô nắng, cây cây to chà bá luôn này. Cây cao to thiệt bự luôn. Thấy vậy cho cái nó cao lắm á mấy bạn. Ở dưới này là sơn thủy tiên. Mình rất là thích cây này nha. Hồi mới mang nó về nhìn nó bộ nó thám lắm mấy bạn ơi. Nhìn nó thám mà nó buồn, không biết trồng nó có sống không nữa. Mà bây giờ trồng cũng sống rồi. Bây giờ nó đi cái con rồi nè các bạn. Này, có cái con này trồng lâu lắm rồi á mà bây giờ nó mới đi cái con ở đó các bạn. Chậu này nó cũng đi cái con rồi nè. Chậu này thì nó cũng sống rồi nhưng mà nó chưa đi cái con. Cây này là cây lan phụ nữ này. Cây này thì thường thấy nhà ai cũng có. Tính ra thì cái vườn lan của mình là toàn mấy cái cây bình thường thôi chứ không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà trồng lan mình thấy nó nở bông là mình vui rồi, chứ đâu cần gì lan đặc biệt đâu ha. Còn cái này là hoàng tháo đùi gà lá diệp này, thân diệp nhé. Đó, hoàng tháo đùi gà. Rồi, thấy nó nở bông vui quá, bây giờ mình sẽ bón phân cho tụi nó nha. Phân thì mình bón mấy cái phân túi như thế này thôi. Mấy cái phân túi như thế này thì nó phù hợp nữa. Cho lan mà mình biết nó liều lượng, nó tan dần như thế này. Đó. Sẽ bón một cây một túi thôi. Cây này mình trồng cũng mấy năm rồi mà không biết bông nó là bông gì luôn á mấy bạn ơi. Lâu lắm rồi mà nó chưa nở bông. Bón phân cho tụi nó đi. Mình bón phân nó tốt, nó có dinh dưỡng nó mới nở bông. Nhìn cái bông này mình thích ghê, màu tím này mình rất là thích cái màu tím này nha. Rồi nó còn cả đốm nữa chứ, quá đẹp luôn. Tiếc là nó nơi có một bông mà. Còn cái chậu này nè, mình chưa thấy cái chậu này mà nó xiên nó bông như cái chậu này các bạn. Bữa nay nó ốm yếu rồi mấy hồi nha. Không có lúc nào nó không có bông hết á. Một lần nó nơi cũng phải là 5-6 giờ bông vậy đó. Nó nơi kín luôn cái coi này nó cũng ra nè, các bạn thấy không? Đây nè, nhiều lắm. Nó tới mức mà kiệt sức chứ không còn cái lá nào luôn. Giờ cái tới mức đó mà nó vẫn ra bông này. Mà cái bông của nó giờ tiêu rồi. Mấy hồi cái bông nó cũng to lắm á, nó cũng được như mấy cây kia kìa.
Và bây giờ nó teo dép còn chút xíu này. Cái này là xương nó bong nhất ở nhà mình luôn á. Còn cái này nó hồi mới mang về nha, nó chỉ có cành này, cành này, có cành này thôi, ba cành à. Mà nhìn nó bộ thắm lắm mấy bạn ơi. Xong nó, mình nuôi nó ra được cành này, xong giờ nó ra thêm cành này nữa mà vẫn còn ốm chứ còn lâu nó mới ra bông á mấy bạn ơi. Nó mập mập nó mới ra bông được. Rồi bón phân cho tụi nó nha, bón phân xong rồi tưới nước. Giờ sáng sớm nên là nắng cũng khá là nhiều. Bón phân cho nó đi. Bây giờ thì nó nở bông sơ sơ à. Mấy bữa nữa nó nở rạch, nó rộ lên nữa thì mình sẽ quay cái đoạn cánh nó rộ ra cho mấy bạn xem nha. Cái cây này nó cũng nở bông mà không biết làm sao nó teo tốt hết rồi mấy bạn, không biết nó nở bông nói không nữa. Nó muốn rụng bứt hết rồi. Lan hồ điệp này các bạn, nó cũng mới ra bông à, nhưng mà mình lỡ tay mình làm nó gãy cho tay mất rồi. Xong rồi cái mình có băng bó lại, nó có dính lại nhưng mà nó rụng bắt mấy cái bức. Cuối cùng thì mình cũng không biết là nó bông gì luôn, nó rụng bắt mấy cái bức rồi. Bây giờ nó ra được một cái bông chút xíu nữa này, mình không biết nó nở bông nói không nữa. Rồi bón phân cho nó nha. Nguyên một bì phân mà còn có hai túi á, mình ưu tiên cho hai cái chậu hoàng thảo đu gà mình đây, mình mới ghép vào chỗ này nhưng mà nhìn nó si cù quay quá, mới ghép thôi nên nó rụng lá hết à. Chỗ mình gần cái đường lộ nha các bạn, cho nên là thông cảm si nó ồn ào đó, si qua lại liên tục ha. Rồi mình bón phân cho nó. Rồi video này thì mình quay cái đám phong lan của mình. Và bây giờ mình sẽ tưới nước cho nó nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha. Tưới nước thì có gì xem đâu ha. Rồi bây giờ mình sẽ tưới nước nó. Mình tắt cái video đây. Ở dưới đây là cái đám xương rồng này. Mấy hồi mình chơi xương rồng dữ lắm á. Mà bữa nay mình muốn chơi xương rồng mà. Mình đổi ý chơi phong lan rồi. Rồi bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.